Mới đây, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội đã tổ chức ngày hội kết nối đầu tư công nghệ bán dẫn thành phố Hà Nội năm 2024. Tham gia ngày hội kết nối đầu tư công nghệ bán dẫn thành phố Hà Nội năm 2024, các tổ chức, doanh nghiệp có cơ hội gặp mặt các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong ngành công nghệ bán dẫn và đầu tư kinh doanh các sản phẩm thuộc hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại các sự kiện trong khuôn khổ ngày hội, các nhà xây dựng chính sách, chuyên gia trong các lĩnh vực thuộc hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao đã tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp thông tin tình hình phát triển, định hướng và các giải pháp thúc đẩy sự phát triển, hợp tác của các doanh nghiệp ngành công nghệ bán dẫn trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước trong thời gian tới. Cơ hội và giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn tại khu công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Đồng thời, tại ngày hội cũng đã diễn ra nhiều hoạt động kết nối, triển lãm xúc tiến đầu tư, giao thương, thiết lập hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn tại Hà Nội. Thông qua triển lãm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu, kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái bán dẫn của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, từ đó đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm và tìm kiếm, mở rộng thị trường.